Đây, món này là theo yêu cầu của một khán giả ở Mỹ nhé. Có một bạn ở Mỹ yêu cầu là bố làm một món khoai tây chiên vịt trứng. Cà rốt thì mình làm một nửa thôi nhé. Này, tao biết này, tao biết đói rồi. Nào, Bi ngồi xuống. Bi nào, Bi chỉ nhìn thôi nhá. À, giờ Bi ra đây. Nhanh rồi, ok. Đi cầm nào. Nha, lần sau biết làm nhá.
Đi thả nó. Đi ngoan nó chưa ăn được đâu. Cắt đó, cắt ra mẹ được. Bibi không ăn hành. Bibi không ăn hành. Hành đây rồi này. Bỏ hành hồi đây không ba không nấu hành. Đấy nhá, đi ăn thì thôi nhá. Này bên này nhiều lắm. Cái này hành bỏ đi. Bỏ tay nào. Tay Bibi nào. Tay đâu? Nhường đâu? Hết nhá, chấm 100 nhá. Không ăn à, xuống đây à?